Khi nào năng lực thất giác chi xuất hiện? Tác giả, trưởng lão Thích Thông Lạc. Chuyển hướng đâu con? Về cái vấn đề viết tâm, con viết cho lại. Con viết lại cho nó có chất lượng hơn. Viết cho nó đừng có niệm Phật. Còn không nó có những cái niệm như vậy thì trong 30 phút con ấy, coi như nó không có chất lượng. Cho nên con viết lại. Cũng tu trong 30 phút nhưng mà đoạn thời gian viết tâm cho đừng có niệm thì nó ngắn lại. Nhớ về thân ra rồi con tu nào. Về phần đẩy lui bệnh, con hỏi này, cái sức đẩy lui bệnh, con nương vào cánh tay con đẩy lui bệnh thì con sẽ tác ý theo cái cánh tay của con mà đẩy lui bệnh ra vô, thì nó không có gì khó khăn. Ví dụ như thân bệnh này theo cánh tay mà ra, hoặc là cái bệnh nhức đầu này theo cánh tay mà ra thì con đưa ra, thân không bệnh theo cánh tay mà cứ như vậy con tập. Nó hết không hết con không cần biết, mà con chỉ tập pháp đó thôi rồi nó sẽ hết được thôi. Bởi vì cái sự hướng tâm của con, nhắc tâm nó sẽ đẩy lui bệnh, nó sẽ hết. Còn về cái phần mà thất giác chi, thất giác chi đây là bảy năng lực của thất giác chi, nó là món ăn của tứ niệm xứ. Nghĩa là người mà tu trên tứ niệm xứ mà khi tâm bất động thân ta ăn lại vô sự rồi thì người ta luyện tứ thần, luyện cái pháp bảy năng lực giác chi này qua cái pháp thân hành niệm, qua pháp thân hành niệm người ta luyện thì bảy giác chi này nó sẽ hiện ra rất rõ. Kinh an giác chi, hỷ giác chi đều là nó tự nó hiện ra, chứ không phải mà mình muốn có cái giác chi nào là nó có, mà phải ở trên pháp thân hành niệm tu tập thì cái bảy cái năng lực của giác chi này, mà bảy năng lực của giác chi này nó hiện ra thì nó là tứ thần thức, bốn cái lực như thần. Ví dụ như dịch cái ý túc, muốn cái gì là thân tâm mình nó làm theo, định như ý túc, mình định như thế nào là nó làm theo, tuệ như ý túc, là trí tuệ muốn cái gì thì nó làm theo. Con hiểu không? Đó là tứ thần thức. Do đó trong cái sự tu tập của mình, trong cái sự tu tập của mình, pháp thân hành niệm, tu tập cái pháp thân hành niệm nó mới có bảy giác chi, nó mới có tứ thần thức, nó mới có tâm mình. Cái này là những cái pháp cuối cùng người ta mới luyện. Khi nào mà trên tứ niệm xứ thân tâm con nó hoàn toàn bất động thanh tịnh thì người ta mới cho nó con luyện pháp này, còn không thì người ta không cho nó con luyện pháp này. Còn trạch pháp giác chi, ở trong giác chi bài cái giác chi thì nó không có trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi không có nghĩa là tự chúng ta đặt ra, mà trong khi đó nó thực hiện trạch pháp giác chi là khi mà chúng ta tu tập tới đó, nó biết cái chỗ đó nó trạch ra một câu, tự nó trạch ra câu đó là nó dẫn cái tâm chúng ta vào cái chỗ đó. Cho nên trạch pháp giác chi, cái năng lực của trạch pháp giác chi chứ không phải chúng ta đặt ra. Bây giờ nó chúng ta đặt ra thì chúng ta nói đó là trạch pháp giác chi, chứ không phải. Ví dụ như bây giờ thầy đặt câu ra cái thân nhức đầu này phải theo cánh tay này mà ra, đó là thầy trạch pháp giác chi, là tự thầy trạch pháp ra. Cho nên nhiều khi thầy nói bảo nó nhức đầu, bảo nó hết nhức đầu theo cánh tay này ra, nhưng nhiều khi nó không hết đâu. Còn cái năng lực của trạch pháp giác chi, bây giờ trong thân con đau cái bụng nhức cái đầu này, tự nó đặt ra một cái câu trạch pháp thì mấy con phát ý câu đó liền thì cái bệnh con ngay liền là nó nhức liền. Nó gọi là trạch pháp giác chi, mà gọi là hướng tâm, cái pháp hướng tâm tự nó hướng chứ mình không hướng, mà tự nó hướng gọi là trạch pháp giác chi. Chẳng hạn bây giờ nó ngồi đây mà nó hướng tâm, tự nó hướng, nó muốn biết cái vũ trụ này sắp sửa hoại diệt như thế nào, tự nó hướng thì nó biết liền, nó thực hiện về tim mà mỏng minh rồi, có biết nó hướng tâm, chứ không phải là cái người đó mà chủ động hướng tâm. Đó là nó còn nằm ở trong cái trạch pháp giác chi. Còn khi mà cái người ta nó có đủ tâm minh rồi thì người ta chủ động hướng tâm, người ta chủ động bây giờ thầy muốn biết cái vũ trụ này nó có bao nhiêu ngôi sao, và ở trên những cái hành tinh, ở trên cái vũ trụ này cái hành tinh là có mấy hành tinh sống mà bao nhiêu hành tinh chết, thì tự thầy nó biết tất cả. Và những cái loài vật sống ở trên hành tinh đó là những con vật như thế nào, năm sừng bảy gạt như thế nào, răng nanh như thế nào, sao nó đều thấy biết hết, thấy không? Đó là nó thuộc về tâm minh, cái lực của nó là nó tự hướng, nó không phải là trạch pháp giác chi nữa, mà nó khi mà trạch pháp giác chi nó hiện ra rồi, khi người ta đủ tứ thần thức rồi thì người ta hướng tâm tự, người ta muốn cái gì đó người ta hướng, chứ không phải là trạch, cái đó không phải là trạch pháp giác chi nữa. Mà trạch pháp giác chi là đầu tiên tự nó hướng ra, tự nó hướng ra, sau đó nó hướng ra cái nào nó có kết quả cụ thể rõ ràng.
Cho nên vì vậy mà chúng ta đặt ra, đầu tiên chúng ta đặt ra thì chúng ta nói trạng thái biết đi, thì nó là không phải là cái năng lực của trạng thái biết đi, mà trạng thái biết đi, mà năng lực của trạng thái biết đi do từ tứ niệm xứ mà sinh ra, do từ tứ niệm xứ mà tu tập mà có trạng thái biết đi, thì do đó nó thì gọi là tứ niệm xứ bốn cái lực như thần. Ở đây thì chúng con chưa có tới, nó còn xa lắm, còn điều chỉnh tứ niệm xứ mà chưa vô thì tứ thành tốt là không nói chuyện được, sao mà nói chuyện bản năng được biết.